Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về hình hộp chữ nhật. Hãy cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm nhận biết hình hộp chữ nhật nhé. Hình hộp chữ nhật là hình hộp được bao quanh bởi các hình vuông hoặc các hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có tất cả 6 mặt. Các mặt phẳng được gọi là mặt bên của hình hộp chữ nhật. Các mặt bên giao nhau tạo thành các đường thẳng và được gọi là các cạnh của hình hộp. Hình hộp chữ nhật có tất cả 12 cạnh. Các cạnh đối nhau thì có chiều dài bằng nhau. Nhìn vào hình, chúng ta có thể thấy bốn cạnh màu xanh, bốn cạnh màu da cam, bốn cạnh màu đen. Mỗi cạnh có màu giống nhau thì đều có chiều dài bằng nhau. Các cạnh giao nhau đồng quy tại một điểm, tạo thành các đỉnh của hình hộp. Hình hộp chữ nhật có tất cả 8 đỉnh. Chúng ta cùng nhau nhìn lại kiến thức đã học thôi nào. Hình hộp chữ nhật có tất cả 6 mặt. Các mặt đều là hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có tất cả 12 cạnh. Các cạnh đối nhau thì có chiều dài bằng nhau. Hình hộp chữ nhật có tất cả 12 đỉnh. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây.